Đó. Lên lên vậy còn đòi gì nữa, chạy Phật vậy thôi. Chọn con nào đó ơi, chọn đi, chọn con nào vớt. Bụng bự quá nè. Giật quận đi, giật quận đi, hồi làm quận nữa. Quận sau á nó mới dễ dính. Bình này bự mà, lo gì hết bình. Thuốc quá mà. Sáng lên ông tính đi nó chạy được một con gì đó hả? Ham thì về săn lùng ở sớm kiếm có chừng 10 cái lưu dây đi, bà đặt 2 đi mà không còn con. Thôi mướn, mướn mấy bà đặt lúa á, mướn 2 ngày gì đó, nhiêu tiền đó mướn để. Bà đặt lúa ngày, ví dụ như bà đặt ngày kiếm được 100 ngàn phải không, mướn 300 ngàn. Cà phê. Đấy, lóc đâu đưa cái đuôi lên nó bẫy. Đó ít ít chứ còn cái kiểu này đây xẹt cái vớt kiểu gì vớt tứ lung tung hết trơn mà. Đó vậy đó, cái vớt chọn con nào vớt. Ừ, chọn con nào đó ơi, chọn đi, chọn con nào vớt. Ghê đạt cái vi con. Có thể cái lóc ở mương bên kia nó cũng lai gai xa xa con chứ có nhiều là chắc cả tắng luôn á. Phải không ạ? À? Cái phi vậy? Men theo nó liền. Kia kìa ông ơi, bên chỗ hai cái chùm đục đó đó. Ừ, có không? Hả? Xa gì? Xa chứ, đúng rồi. Cái điện nó phóng dạng trước chứ đâu phóng sao.
đó lên lên vậy còn đòi gì nữa, chạy phật vậy tại mình sẽ không ngay nữa. Con này chắc có mẹ nè. Ý, hình như là sắp ra bầy con nữa nè, bụng bự quá nè. Ừ, trứng mà.